câu trả lời thứ năm ở đây này thanh niên có người đàn ông hay đàn bà tánh nóng giận và cáu kỉnh ngay cả khi bị chỉ trích một chút cũng bất bình phẫn nộ sân hận chống đối và biểu lộ sân hận căm ghét và bất mãn do nghiệp ấy thành đạt như vậy thành tựu như vậy sau khi thân hoại mạng chung người ấy tái sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục nếu sau khi thân hoại mạng chung người ấy không sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục mà trở lại cõi người thì chỗ nào người ấy sanh ra người ấy phải bị xấu xí đây là con đường đưa đến xấu xí này thanh niên tức tánh nóng giận và cáu kỉnh ngay cả khi bị chỉ trích một chút cũng bất bình phẫn nộ sân hận chống đối và biểu lộ sân hận căm ghét và bất mãn ở đây tôi sẽ liên hệ câu chuyện của panchapapi cô là cô con gái của một người đàn ông nghèo ở paranasi chân tay mồm miệng mắt mũi của cô ta rất xấu, vì thế cô ta mới có tên là Panchapapi tức ngủ xuống nương. Tuy nhiên, xúc giác của cô ta lại rất mê ly. Lý do có những hiện tượng trên là vì nghiệp đời trước. Một trong những tiền kiếp trước, cô là con gái của một người đàn ông nghèo ở Paranasi. Một vị Phật độc giác nọ cần một cục đất sét để giá lại chỗ ở. Vì thế, Ngài đi đến Paranasi khất thực để xin một cục đất sét. Ngài đứng yên lặng trước cửa nhà cô ta. Nhưng mới vừa thấy, cô ta đã ném cho Ngài một cái nhìn giận dữ. Không biết vì sao cái ông tỳ kheo này lại bắt mình cúng dường cho ông ta chỉ một cục đất sét. Tuy thế, cô cũng cúng dường cục đất sét cho Đức Phật độc giác. Thiện nghiệp của cô ta bị dây quanh bởi sân hận. Mặc dù nghiệp này đã cho cô ta tái sanh làm người nữ ở cõi người. Song, vì tâm sân hận nên cô xấu đến nỗi được mệnh danh là Banjapapi, ngủ xuống nương. Nhưng xúc giác của cô thực là mê ly, vì cô đã cúng dường cục đất sét, nhờ đó mà chỗ ở của Đức Phật độc giác được gọn gàng. thiện nghiệp của cô cũng còn tạo ra một số những kết quả tốt nhờ xúc giác mê hồn của cô ta. Một hôm, cô tình cờ chạm vào Paka, vua xứ Paranasi. Vị này trở nên mê đắm cô. Đức vua cải trang làm dân thường, đến thăm nhà và xin cưới cô làm vợ. Sau đó, muốn phong cô làm chánh cung hoàng hậu nhưng sợ lời châm biếm của mọi người vì vẻ xấu xí của cô. Đức vua nghĩ ra một kế hoạch. Qua đó, mọi công dân sẽ biết được xúc giác tuyệt vời của cô. Về sau, do sự ghen ghét của các hoàng hậu khác, cô bị thả trôi trên một chiếc thuyền và được đức vua Bavaria chiếm hữu. Vua Baka nghe được tin này, muốn chiến đấu với vua Bavaria nhưng cuối cùng họ đồng ý hòa giải với nhau và từ đó Panchapapi papi ngủ xuống nương mỗi lần sống một tuần trong nhà của mỗi vị vua vì thế đức phật đã dạy trong kinh tiểu nghiệp phân biệt như vậy chính nghiệp phân biệt các chúng sinh thành ra có hạ liệt và cao thượng tiếp tục câu trả lời thứ sáu câu trả lời thứ sáu nhưng ở đây này thanh niên có người đàn ông hay đàn bà tánh không nóng giận và cáu kỉnh ngay cả khi bị chỉ trích nhiều người ấy cũng không chống đối không nổi giận thù nghịch và không bộc lộ sự nóng giận thù ghét và bất mãn do nghiệp này được thành đạt như vậy thành tựu như vậy vào lúc thân hoại mạng chung người ấy tái sanh thiện thú thiên giới còn nếu người ấy không tái sanh thiện thú thiên giới mà thay vào đó trở lại thân làm người thời chỗ nào người ấy sanh ra người ấy được xinh đẹp đây là con đường đưa đến xinh đẹp này thanh niên tức là không nóng giận và cấu kỉnh ngay cả khi bị chỉ trích nhiều người ấy cũng không chống đối không nổi giận thù nghiệp và không bộc lộ sự nóng giận thù ghét và bất mãn trong trường hợp này tôi sẽ liên hệ câu chuyện của tôn giả subhuti thời đức phật badumutara ngài thuộc một gia đình giàu có và được gọi là nanda sau đó ngài xuất gia từ bỏ gia đình sống đời không gia đình của một ẩn sĩ và là người lãnh đạo của 44.000 vị ẩn sĩ. Họ sống trong khu rừng gần một ngọn núi lớn. Họ cùng nhau thực hành thiền chỉ samatha và mọi người ai cũng thiện xảo trong tám thiền chứng, bát thiền và vũ thông. Một hôm Đức Phật và 1.000 vị A La Hán bằng đường hư không đến thăm chỗ ẩn cư của họ các vị ẩn sĩ sung sướng đến nỗi chỉ trong vòng vài phút với năng lực thần thông của mình họ đã gom hái những bông hoa để làm những chỗ ngồi bằng hoa cho đức phật và các vị a la hán đức phật và thánh chúng nhập vào diệt thọ tưởng định một định chứng diệt tạm thời tâm và sắc do tâm tạo trong một thời gian đã được định trước trên những chỗ ngồi bằng hoa ấy suốt bảy ngày. Nanda đà đứng sau lưng Đức Phật, cầm một cây lọng bằng hoa che cho Ngài trong bảy ngày. Quý vị thấy sự kiên trì của Ngài trong lúc tích tạo thiện nghiệp to lớn như thế nào? Trong suốt bảy ngày không xê dịch, không nằm xuống, không dùng tí vật thực nào, thậm chí cũng không đi vệ sinh. Tâm của Ngài khéo tập trung, vì chúng ta biết ngài đã tinh thông bát thiền và ngủ thông dậy với tâm định ngài đã đứng đằng sau đức phật giữ cây lọng hoa che cho ngài suốt bảy ngày quý vị có thể tưởng tượng là sẽ có nhiều bao nhiêu thiện nghiệp không ngay cả trong một cái búng tay đã có nhiều triệu tiến trình ý môn thiện sanh lên và diệt như vậy những thiện nghiệp khởi lên trong tiến trình tâm của Nanda trong bảy ngày ấy là không thể tính kể đó là những thiện nghiệp dục giới trong mỗi tiến trình tâm ấy năm tốc hành tâm giữa mạnh hơn cả năm tốc hành này có tiềm năng tạo ra quả thù thắng ở cõi dục trong thời gian rất lâu trong những kiếp sống sau kiếp kế còn về kiếp kế của ngài thiện nghiệp thiền sẽ cho quả của nó và làm cho Ngài được tái sanh trong cõi phạm thiên, vì đó là một trọng nghiệp. Khi Đức Phật và các vị A-la-hán xuất khỏi định chứng, đó là thời gian thích hợp nhất để cúng dường đến chư vị. Các vị ẩn sĩ liền cúng dường trái cây và những bông hoa có được một cách chân chánh từ trong rừng đến Đức Phật và tăng chúng. Đức Phật yêu cầu một trong những vị tỳ kheo A-la-hán tinh thông trong thiền tâm từ meta chana và trong việc thọ nhận dực thí để thuyết tùy hỷ pháp Anumodana hay hồi hướng phước. Cuối thời Pháp, tất cả các vị ẩn sĩ đều chứng đắc A-la-hán. Tuy nhiên, sự chú ý của Nanda lúc ấy lại đang gắn chặt vào dáng vẻ uy nghi của vị tỳ kheo thuyết pháp. Do đó, Ngài không đắc một thánh đạo và thánh quả nào cả. Sau đó, khám phá ra những phẩm chất mà vị Pháp Sư đã đạt đến. Nanda quyết định mình cũng sẽ đạt đến sự nổi tiếng tương tự như thế. Có thể nói giới đức của Nanda lúc ấy trong sạch và chói sáng như hạt ngọc trai và nhất là nó lại được dây quanh bởi tám thiền chứng và ngũ thông vật thí có được một cách chân chánh ngài có lòng tịnh tính nơi phật pháp và tăng trước trong và sau khi cúng dường ngài có đức tin lớn tin rằng quả của nghiệp là vô cùng vì ngài hiểu rõ sự vận hành của nghiệp với thiên nhãn thông của mình. Những người thọ nhận Đức Phật và chư vị A-la-hán là phước điền vô thượng của thế gian và sự cúng dường được làm vào thời điểm thích hợp nhất. Sau 7 ngày các ngài không ăn uống gì nên rất cần vật thực. Sau khi quyết định có được sự nổi tiếng tương tự, Ngài đã nhận được lời thọ ký từ Đức Phật Padumuttara xác định rằng Ngài sẽ trở thành một vị tỳ kheo đệ nhất tinh thông thiền tâm từ và thọ nhận vật phẩm cúng dường trong thời kỳ giáo Pháp của Đức Phật Gautama. Mặc dù không thay đổi được đời sống ẩn sĩ của mình, Nanda rất thường đi đến diện kiến Đức Phật Padumuttara và nghe Pháp. Ngài đã thực hành thiền chỉ Samatha, và thiền minh sát Vipassana theo sự chỉ dẫn của Đức Phật. Đặc biệt, Ngài chú trọng đến thiền tâm từ và dựa trên thiền tâm từ này, Ngài đã hành Vipassana cho đến hành xả trí Sankarupekanyana. Ở đây tôi muốn giải thích thêm một chút về Pháp Duyên Khởi. Sau khi cúng dường hoa quả đến Đức Phật và Tăng chúng vừa xuất khỏi diệt thọ tưởng định Nirodha Samapati Ngài nguyện trở thành một vị tỳ kheo Tinh thông trong thiền tâm từ Và tinh thông trong việc thọ nhận vật phẩm cúng dường Theo lời dạy của Đức Phật Thân và tâm của chúng ta chỉ bao gồm danh và sắc chân đế Nếu chúng ta biết thân này như là danh sắc chân đế thì cái biết đó đúng. Đây là minh sát trí, là chánh kiến, Samadhi. Nhưng nếu chúng ta thấy chúng như một người đàn ông, đàn bà, tỳ kheo hay tỳ kheo ni, thì điều đó sai. Cái biết này gọi là vô minh hay si mê. Vì thế, trong trường hợp này, kiến chấp của Ngài về một vị tỳ kheo tinh thông trong thiền tâm từ và tinh thông trong việc thọ nhận vật phẩm cúng dường là vô minh hay si mê do vô minh ngài nguyện trở thành một vị tỳ kheo tinh thông trong thiền tâm từ và tinh thông trong việc thọ nhận vật phẩm cúng dường đây là tham ái dính mắt vào kiếp sống của một vị tỳ kheo là thủ vô minh ái và thủ được gọi là phiền não luân kilesavasta những phiền não tạo ra dòng tái sanh luân hồi do vô minh ái và thủ ngài tích tạo thiện nghiệp bằng cách cúng dường hoa quả đến đức phật và tăng chúng những người được xem là phước điền vô thượng của thế gian những thiện nghiệp này gọi là hành sankara mà các hành thì vô thường vì ngay khi sinh lên chúng liền diệt. Nhưng chúng để lại một nghiệp lực trong tiến trình tâm vật lý hay danh và sắc của Ngài. Nghiệp lực này được gọi là Kama, nghiệp. Trong phần nói về nghiệp duyên, Kama Pachaya của bộ Pathana, bộ vị trí một trong bảy bộ luận của Tạng Diệp Pháp các hành shankaras và nghiệp kama này được gọi là nghiệp luân kama vata nghiệp tạo ra dòng luân hồi như vậy có cả thảy năm nhân quá khứ vô minh avija ái tanha thủ upadana hành shankara và nghiệp kama nguyên tắc này áp dụng cho tất cả những đoạn nói về sự chín mùi của nghiệp. Nhưng nghiệp của Ngài được dây quanh bởi thiền tâm từ mạnh mẽ. Vì sao các thiền tâm từ của Ngài lại mạnh mẽ và đầy năng lực như vậy? Bởi vì Ngài chỉ chú trọng đến thiền tâm từ mà thôi. Đây là một trong những lý do dựa trên thiền tâm từ Ngài thực hành minh sát Vipassana và nhờ sự hỗ trợ của thiền tâm từ mà minh sát trí của Ngài trở nên trong sáng, rõ ràng, thâm sâu và mạnh mẽ hơn. Ngược lại, nhờ minh sát trí này mà thiền tâm tự của Ngài cũng trở nên vững chắc, mạnh mẽ và đầy năng lực. Theo bộ Pathana, thì đây là thân y duyên, Upanisaya Pachaya, chú thích. Upanishaya Pachayo, thân y duyên hay cận y duyên, là sự trợ giúp bằng cách thường làm thành thói quen. Tiếp theo, một duyên hỗ trợ mạnh mẽ. Tại sao? Ngài nhập vào thiền tâm từ, xuất khỏi thiền, Ngài liên quán các pháp thiền. Chihana Kamas của nó như vô thường, Anicca, khổ Dukkha hoặc vô ngã anatta rồi ngài nhập vào thiền tâm từ trở lại xuất thiền ngài quán các pháp thiền của nó kể như vô thường anicca khổ dukkha hoặc vô ngã anatta ngài cứ lập đi lập lại phương thức này nhiều lần như vậy do sự thực hành lập đi lập lại này thiền tâm từ và thiền minh sát của ngài trở nên vững chắc mạnh mẽ và đầy năng lực đây là lý do khác lại nữa thiền tâm từ này còn là đối nghịch trực tiếp của sân hận đó là lý do vì sao tâm của ngài thường không có sân hận ngài đè nén được sân hận trong một thời gian dài nhờ hành thiền chỉ samatha và thiền minh sát vipassana thêm vào đó ngài là chuyên gia trong lĩnh vực thần thông điều này cũng giúp đè nén các phiền não gồm luôn sân hận theo cách này minh sát trí của ngài cũng đè nén không chỉ sân hận mà cả các phiền não khác nữa vì thế có thể nói tâm của ngài đã được tịnh hóa và nhờ sự trong sạch này ước nguyện của ngài chắc chắn sẽ thành tựu trong kiếp đó, ngài thực hành thiền chỉ và thiền minh sát khoảng 100.000 năm. Sức mạnh ý chí của ngài rất mãnh liệt. Nhờ sức mạnh ý chí, vốn là kama nghiệp này, mọi ước nguyện của ngài có thể trở thành hiện thực. Trong thời Đức Phật chúng ta, ngài là con của phú hộ Sumana và là em của trưởng giả cấp cô độc Anatha pindika. Do đẹp người và có nhân cách tốt, ngài được gọi là Tu Bồ Đề, Suputi, tức mỹ diện. Đây là kết quả của thiện nghiệp tiền kiếp, không bị dây quanh bởi sân hận và các phiền não khác của ngài. Vào ngày trưởng giả cấp cô độc, dân cúng kỳ viên tịnh xá, Chetavana ngài chú ý nghe bài pháp của đức phật một cách kính cẩn và có được niềm tin nơi pháp ngài là con của một người đệ tử tính tâm của đức phật và đã xuất gia từ bỏ gia đình sống đời không gia đình sau khi xuất gia ngài tinh thông giới luật vinaya và sau khi nhận một đề tài thiền từ nơi đức phật ngài sống một mình trong rừng ở đó ngài phát triển tuệ giác và đắc a la hán thánh quả dựa trên thiền tâm từ ngài là một người thuyết pháp không phân biệt và giới hạn một ai được đức phật tuyên bố là tối thắng trong các vị tỳ kheo sống ở trú xứ xa xôi và sống trong an tịnh arana vihari và là một trong những vị tỳ kheo xứng đáng thọ lãnh của cúng dường. Thực ra, thiền tâm từ mạnh mẽ và đầy năng lực của Ngài đã làm cho Ngài sống trong yên tịnh và xa rời mọi phiền não từ thời lâu xa về trước. Kinh nói rằng, khi Ngài đi khất thực trong làng, Ngài thường nhập thiền tâm từ trước cửa của mỗi nhà. Vì vậy mà mọi vật phẩm cúng dường cho Ngài đều được phước báo cao nhất. Trên bước đường dân du, Ngài đến kinh thành Rajagaha. Ở đó Đức Vua tầng Bà Sala, Pimpisara, hứa hết xây cho Ngài một nơi trú ngụ. Nhưng Đức Vua đã quên mất lời hứa và tôn giả tu Bồ Đề phải hành thiền ngoài trời. Vì lý do này, trời không có mưa đức vua khám phá ra nguyên nhân và tức tốc cho dựng một thảo am cho ngài ngay khi tôn giả tu bồ đề đi vào thảo am và hạ mình ngồi xuống giường cỏ trời bắt đầu đổ mưa tâm ngài thanh tịnh với thiền tâm từ và trí siêu thế đến mức ngay cả chư thiên cũng giúp bảo vệ ngài khỏi bị mưa làm ướt như vậy, quý vị thấy, với sự thanh tịnh của tâm, các chúng sinh được thanh tịnh đúng như lời Đức Phật dạy. Kế tiếp, quý vị lắng nghe câu trả lời thứ bảy. Câu trả lời thứ bảy Ở đây này thanh niên, có người đàn ông hay đàn bà là người hay tật đố, bất mãn và ghen tị, đối với lợi dưỡng, tôn trọng, cung kính, tôn sùng và đảnh lễ mà người khác nhận được. Do nghiệp này thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, vào lúc thân hoại mạng chung, người ấy tái sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Còn nếu lúc thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ địa ngục mà thay vào đó trở lại thân người thời chỗ nào người ấy sanh ra người ấy là người quyền thế nhỏ tức không có ảnh hưởng đây là con đường này thanh niên đưa đến quyền thế nhỏ tức là tật đố bất mãn và ghen tị đối với lợi dưỡng tôn trọng cung kính tôn sùng và đảnh lễ mà người khác nhận được Loại bản tính ghen tị này tạo ra rất nhiều vấn đề trong đời sống xã hội. Giữa những người đàn ông hay đàn bà bị ghen tị và tật đố áp đảo này, không có chánh hành do Pháp, Dharma hướng dẫn. Mà ở đó chỉ có sự dày dò và ngố nghiến lẫn nhau. Trong trường hợp này, tôi muốn giải thích câu chuyện của trưởng lão Losaka Tisha. Vào thời Đức Phật Kassapa Kajip, Ngài là một vị tỳ kheo trong giáo pháp của Đức Phật. Ngài được một người đàn ông giàu có trong vùng hộ độ và cai quản ngôi chùa do phú ông này xây dựng. Một hôm có một vị tỳ kheo là bậc A-la-hán đi đến ngôi chùa này phú hộ người dân cúng ngôi chùa mến mộ quy nghi của vị tỳ kheo mới nên thỉnh cầu ngài trú ngụ trong chùa và hứa sẽ chăm sóc ngài vị a la hán đồng ý nhưng vị trụ trì tức losaka tisa khởi lên lòng ghen tị và tật đố vì thế losaka tisa nói với người hộ độ rằng vị tỳ kheo a la hán đó là người lười biếng vô tích sự một số vật thực người hộ độ ấy gửi dâng cho vị a la hán đã bị losaka tisa ném vào đống lửa đây là nghiệp bất thiện do lòng ghen kiết và tật đố của ngài tạo ra vị a la hán đọc được những ý nghĩ của losaka tisa nên bỏ đi đến một nơi khác losaka nhìn thấy vị a la hán bay trong hư không với năng lực thần thông của mình thì kinh cảm. Ngay lúc đó, ngài bị tâm hối hận dày dò. Do ác nghiệp này, những thiện nghiệp của ngài không thể ưu tiên cho quả mà sau khi chết, ngài tái sanh vào địa ngục. Khi thoát khỏi địa ngục, ngài trở thành một dạ xoa, yakha không bao giờ có đủ vật thực để ăn trong 500 kiếp. 500 kiếp kế, ngài phải làm thân chó, chịu đói khổ y như vậy. Nói chung, mỗi kiếp sinh ra, ngài phải chịu đựng nhiều quả xấu và chẳng bao giờ có đủ vật thực để ăn. Đến thời Đức Phật của chúng ta, ngài sanh làm con của một ngư dân ở Kosala, và được đặt tên là Losaka. Trong ngôi làng ngài ở có một ngàn gia đình sinh sống. Vào cái ngày ngài nhập thai, những gia đình này phải bị nạn đói và chịu những bất hạnh khác do ác nghiệp của ngài. Do đó, dân làng đuổi gia đình của ngài đi. Khi vừa biết đi, mẹ ngài đã đặt vào tay ngài cái chén mẻ và bắt ngài phải tự đi xin ăn. Ngài lang thang khắp nơi, không người chăm sóc, lượm từng hạt cơm rơi như một con quạ. Một hôm, khi Ngài được bảy tuổi, tôn giả xá lợi phất nhìn thấy Ngài và cảm thấy xót thương cho thân phận của Ngài, đã cho Ngài xuất gia. Nhưng Ngài luôn luôn không may mắn. Ngài đi khất thực chỗ nào, Ngài cũng chỉ nhận được chút đỉnh thức ăn và không bao giờ có được một bữa ăn no đủ. Đúng thời, Ngài trở thành một bậc A-la-hán. Vì sao? Vì Ngài đã hoàn thành đầy đủ các ba la mật, Paramis, để đạt đến A-la-hán thánh quả trong hơn hai mươi năm trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Kassapa vậy. Mặc dù giờ đây, Ngài đã thành một bậc A-la-hán, Ngài cũng không hề nhận được vật thực đầy đủ. Khi những thí chủ cúng dường vật thực vào bát Ngài, vật thực ấy liền biến mất. Bởi vì trong quá khứ, Ngài đã từng quăng bỏ vật thực do người hộ tăng gửi cho vị A-la-hán vào trong lửa vì tật đố, bất mãn và ghen tị đối với lợi dưỡng, tôn trọng, cung kính, tôn sùng và đảnh lễ mà người khác nhận được. Khi đến thời Ngài nhập vô dư Niết Bàn, Parinibbana, tôn giả xá lợi Phất Sariputta quyết định sẽ làm mọi cách để cho Ngài có một bữa ăn thích hợp. Tôn giả cùng đi với Losaka đến Savati để khất thực. Nhưng không người nào lưu ý đến họ tôn giả bèn đưa Losaka trở về chùa và sau khi một mình đi khất thực gửi những gì ngài xin được cho Losaka nhưng những người được ngài giao phó đã ăn hết mọi thứ buổi trưa tôn giả xá lợi phất Sariputta khám phá ra sự việc này ngài liền đi đến cung điện của đức vua và sau khi đã nhận được một tô đầy Katumatura món ăn tứ vị là một loại thức ăn gồm mật ong bơ lỏng bơ và đường trộn chung với nhau đưa nó cho losaka ngài đã yêu cầu losaka ăn hết tô thức ăn trong khi ngài phải cầm cái tô ấy sợ rằng vật thực biến mất đêm đó tôn giả losaka nhập chô dư niết bàn parinipana sự diệt tối hậu. Một điện thờ đã được dựng lên để tôn trí cho tàn của ngài. Vì thế, Đức Phật mới nói trong kinh dây trói buộc Gadulapada Sutta như vậy. Do đó, này các tỳ kheo, các ngươi phải luôn luôn quán xét tâm của mình như thế này. Trong một thời gian dài tâm này đã bị ô nhiễm bởi tham sân si do những phiền não của tâm mà các chúng sinh bị ô nhiễm với sự thanh tịnh của tâm các chúng sinh được thanh tịnh tiếp đến quý vị hãy nghe câu trả lời thứ tám